vũ khí double boom mới cho mình xịn vãi. Ăn hai của tên lửa đi. Vũ khí của đa phúc bom mới cho tao. Cứu tao. Gắp luôn cái đầu cho khỏi nói. Giờ tới mày. Ai bắn tao vậy? Của chị Sir Picker Woman này lạ quá. Ăn dao đi. Kéo tôi lên với. Không tự đứng dậy đi. Kỳ cục quá hả? Của anh xe tăng đêm vũ khí của tôi. Đi đâu vậy? Này chị xe tăng này. Cái xe tăng này tao vứt luôn. Anh xe tăng, vũ khí của mình. Chuẩn bị cho đám này lên bàn thờ. Cho tao. Ở cái gì thế nhỉ? What the fuck? Mấy anh cầm ơ mân ở ai làm vậy? Anh, cái đầu của tao. Mày làm xe tăng nổ thì tao sẽ làm. Mày nổ. Ông my god, ai mạnh thế? Anh Kamezaman Kizito. Ha ha ha, nhìn ngồi điều khiển như ngồi ẻ. Cho cái hút bồn cầu vô mặt cho đỡ khinh thường. Đùa tí mà làm gì căng vậy bơ dâu. Biết làm vậy tao tức không? Nhìn tí đi bơ dâu. Tao vẫn còn sống. Tao chưa chết. Gánh ít thôi. Cái sức mạnh quá như gì đây? Thêm cây dao nữa là chết. Sao anh tàn tạ thế này? Tao bay thì bọn mày không đánh. Đừng nên bọn mày phải chết. Anh ta tấn cả cây ra man. Anh em tiến lên. Cho thằng Shinibi đi bắt học biết thế. Nào là lễ độ. Đâu quá.